Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Suzuki chính thức trình làng 3 mẫu xe mới tại Intermos 2008. Suzuki SV 6/10X 2009, Suzuki Vertum 6/10XT Touring 2009 và Suzuki Vertum 1000XT Urban Tour 2009 là 3 mẫu xe mới nhất vừa được hãng xe Suzuki chính thức ra mắt tại triển lãm Intermos 2018. Suzuki SV 6/10X 2009 là cái mẫu đứt bài mang một cách là cổ điển. Vertum 6/10XT thuộc cái dòng là Touring và Vertum 1000XT là cái mẫu Adventure chuyên nghiệp. Cả ba mẫu xe mới đều được trang bị có động cơ DOC Vertin góc 90 độ. Và cùng chúng tôi xem chi tiết ba cái mẫu xe mới vừa được ra mắt của hãng xe Nhật Bản này nhé. Suzuki SV 6/10X 2009. Cái chiếc SV 6/10X là cái mẫu Nikkei mang thiết kế cổ điển với cái đầu đèn pha dạng tròn, bình xăng và đuôi xe đều mang thiết kế đậm chất cổ điển. Và có thể nói thiết kế cổ điển đang được những hãng xe ưa chuộng, đặc biệt là nhà Honda với mẫu xe mang thiết kế là Neo Sport Cafe. Thì cái chiếc SV 6/10X 2009 sẽ thuộc cạnh tranh đáng gờm của dòng xe vừa được Honda mới ra mắt, đó là Honda CB 650R 2009. Suzuki SV 6/10X 2009 sở hữu có động cơ DOC Vertin với góc là 90 độ với dung tích là 645cc. Thông số kỹ thuật chi tiết vẫn chưa được Suzuki tiết lộ. Và giá của dòng Suzuki SV 610X 2009 được công bố ở thị trường Mỹ dừng ở mức là 8.400 USD, tương đương gần 195 triệu đồng Nam, và sẽ được bán chính thức vào đầu năm 2009. Suzuki Vertum 610XT 2009 Touring. Suzuki Vertum 610XT 2009 là mẫu xe Touring tầm trung với có động cơ là 650 phân khối, được trang bị một cái động cơ DOC với góc là 90 độ Vertin với dung tích là 645cc, sẽ được trang bị một cái bánh cầm với kích thước bánh sau 7 inch và bánh trước 19 inch. Là một mẫu xe Touring nên cái chiếc Vertum 610XT 2009 được trang bị đủ những công nghệ an toàn như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo của bơm. Và giá của Suzuki Vertum 610XT 2009 được niêm yết ở thị trường Mỹ dừng ở mức 10.000 USD, tương đương gần là 233 triệu đồng Việt Nam. Xe cũng được bán ra vào đầu năm 2009. Suzuki Vertum 1000XT Urban Tour 2009. Cái chiếc Vertum 1000XT 2009 được đánh giá là mẫu xe Urban Tour cao cấp của nhà Suzuki, sẽ được trang bị động cơ 1037cc với công suất đa là 90 hp lực cùng chiếc mô men xe cực đại 67 m, động cơ Vertin 90 độ DOC. Suzuki sẽ chính thức trình làng 3 mẫu xe mới tại Intermos 2018 vừa qua với thiết kế là cực kỳ ấn tượng và những đặc trưng của nhà Suzuki cùng mức giá bán đầy hấp dẫn của cái dòng là Vertum 1000XT 2009 hiện ở mức là 14.600 USD ở thị trường Mỹ, tương đương gần là 335 triệu đồng Nam. Và cái chiếc Suzuki Vertum 1000XT 2009 ở bên từ là một cái sự lựa chọn tuyệt vời đáng để cân nhắc đối với những người yêu thích những dòng xe của Adventure. Đồng thời đây cũng là thủ đáng gồm của những mẫu xe cùng phân khúc đến từ những ông lớn ở trên thị trường. Cảm ơn các bạn theo dõi này tiếp, nhớ like, subscribe.